Huỳnh Như toại nguyện gặp Bồ Đào Nha, Ronaldo lên tiếng chúc mừng. Siêu sao Cristiano Ronaldo đã gửi lời chúc mừng sau khi đội tuyển nữ Bồ Đào Nha có lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết World Cup nữ. Chiều ngày 22 tháng 2, đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam tại bảng E, vòng chung kết World Cup nữ 2023 đã được xác định. Ở trận đấu playoff tranh vé vớt, Bồ Đào Nha đã xuất sắc đánh bại Cameroon với tỷ số chung cuộc 2-1. Như vậy bảng E sẽ có 4 đội tuyển là Mỹ, Hà Lan, Việt Nam và Bồ Đào Nha. Được biết đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử The Team Bồ Đào Nha giành quyền tham dự một vòng chung kết World Cup nữ. Đánh dấu cột mốc quan trọng cho nền bóng đá của Selecao châu Âu. Chính vì thế, ngay cả những ngôi sao đình đám của đội tuyển Bồ Đào Nha cũng đã lên tiếng chúc mừng thành tích này. Siêu sao Cristiano Ronaldo gửi lời chúc mừng tới The Team nữ Bồ Đào Nha trên trang Instagram cá nhân của mình. Chúc mừng thành tích vượt qua vòng loại mang tính lịch sử. Tiến lên, hiện tại, CR7 đang sở hữu tài khoản Instagram có nhiều lượt theo dõi nhất thế giới với hơn 550 triệu người. Không chỉ có Cristiano Ronaldo, một siêu sao khác của bóng đá Bồ Đào Nha là Bruno Fernandes cũng gửi lời động viên tới các đồng đội nghiệp ở đội tuyển quốc gia. Thêm một lần tự hào về các bạn, tiền vệ của câu lạc bộ Manchester United cũng rất vui mừng khi lần đầu tiên đội tuyển nữ được tham dự World Cup. Việc Bồ Đào Nha sẽ là đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại World Cup 2023 sẽ còn thú vị hơn khi mà Huỳnh Như đang thi đấu và tỏa sáng ở quốc gia này. Trước đó tiền đạo 31 tuổi cũng đã rất háo hức trước viễn cảnh được chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup nữ 2023. Theo tiết lộ của Huỳnh Như, các đồng đội tại Lang FC coi trận đấu này là cuộc chạm trán trong mơ và còn trêu đùa rằng sẽ không cho Huỳnh Như trở lại Lang nếu như cô ghi bàn vào lưới của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Theo lịch thi đấu, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ chạm trán Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ hai ngày 27 tháng 7. So với hai nhà đương kim vô địch và đương kim Á quân ở cùng bảng đấu là Mỹ và Hà Lan thì Bồ Đào Nha là đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Cũng là cơ hội để đội tuyển Việt Nam có thể làm nên bất ngờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.